afternoon, KPA authorities raided the town of Montrose, Colorado. Citizens have disappeared in alarming numbers. It's almost surreal. Resistance operations are underway to intercept. Our soldiers need any and all resources we can provide to help them defeat the occupation. Our liberty has always been high. This is a war of the people, by the people. Chào mọi người đã quay trở lại với cả PC và các mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận game miễn phí từ Humble Bundle nhé các bạn. Và thời điểm hiện tại thì Humble Bundle đang trả chúng ta một cái tựa game rất là hay, có tên đó là Homefront. Như các bạn có thể thấy đây, Homefront. Tựa game này nó lấy đề tài về chiến tranh giữa Mỹ và Hàn Quốc, ở Bắc Hàn, là Triều Tiên á. Đây là một cái đề tài nó rất nhạy cảm hiện tại mà. Nhưng mà thực ra thì game này ra từ khá lâu rồi, ra từ năm 2013 rồi các bạn ạ. Và thời điểm hiện tại thì nó có giá trị đó là $20 nhé các bạn. Các bạn hãy lên cái trang đó là Humble Bundle, thì mình sẽ để link bên dưới phần mô tả video, và các bạn hãy vào trang đó để lấy tựa game này nhé. Các bạn hãy nhớ rằng thời gian nhận game, nhận cây của game chỉ còn nó là 1 ngày và 9 giờ mà thôi. Thế nào, đầu tiên các bạn hãy, sau khi các bạn đã vào trang này đúng không, thì các bạn hãy nhận các bạn hãy đăng nhập đấy nhé. Mình sẽ đăng nhập vào luôn. Mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký rồi, đăng ký cái account của Humble Bundle rồi, cho nên là mình sẽ để cái video đó bên dưới phần mô tả video, các bạn hãy coi và xem cách đăng ký nhá. Chứ thực ra là cái Humble Bundle này nó rất hay, thường thả những cái game miễn phí cho chúng ta. Các bạn chỉ cần cập nhật trang của mình là mình sẽ liên tục cập nhật những cái tựa game miễn phí mà trang Humble Bundle nó thả ra, và các bạn hãy vào đó để có thể lấy. Vì vậy là cái việc lần nào mình cũng hướng dẫn các bạn tạo một cái tài khoản thì nó cũng khá là phiền phức đúng không nào. Cho nên là mình đã làm nguyên một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Humble Bundle rồi, các bạn hãy coi qua nhé. Mình để cái video đó bên dưới phần mô tả của video này. Thế nào, bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nhé. Đây, mình đang nhập vào cái trang Humble Bundle rồi đây. Bây giờ ấy, thì để nhận cái tựa game Homefront miễn phí này ấy, thì mình sẽ ấn vào cái đây này. Các bạn thấy chứ? Ấn vào cái -$19 free này đây chứ nào. Sau đó có hiện chữ Add to Cart lên, các bạn click vào. Đó, các bạn thấy không? Nó nhảy một cái ra đúng không? Thì bây giờ sau khi đã ấn xong, các bạn ấn tiếp vào phần checkout ở đây nhá. Rồi, sau khi đã ấn checkout đúng không? Các bạn có thể thấy nó cho chúng ta hoàn toàn free luôn, $0 này. Ở đây các bạn ấn Get it for free. Rồi, nó hiện ra một trang nữa thì các bạn đợi một chút cho nó đang xử lý cái việc nhận cây của chúng ta. Rồi, sau đó thì các bạn ấn vào phần to review your email nhé. Rồi, hiện ra một cái bảng nữa. Ở đây nhé các bạn, ấn vào download now ở đây. Enter the code from email to process. Cái này nó hiện ra khi là cái email của mình đã rất là lâu rồi, mình không sử dụng cái email này để đăng nhập vào cái trang Humble Bundle, cho nên nó cần phải xác nhận, được chưa nào. Bây giờ mình sẽ vào email. Còn những bạn nào mà thường hay đăng nhập vào Humble Bundle, nó sẽ không bắt buộc các bạn phải verify đâu, được chưa nào. Đây là một công việc xác nhận thôi mà. Đây, mình sẽ vào cái email của mình nhá. Cái email mà mình sử dụng để đăng nhập vào Humble Bundle. Đây, Humble Bundle này các bạn. Đây là cái mã xác nhận của mình nhá các bạn. Tại vì lâu lắm rồi mình không đăng nhập cho nên là nó mới bắt mình xác nhận như vậy ấy. Chứ các bạn, mình nghĩ là các bạn không phải xác nhận đâu. Sau khi đã dán cái mã này ra thì các bạn ấn vào verify đây nhá. Đây, mã nó gửi về này. Rồi, sau đó thì các bạn kéo xuống nhá. Nếu mà các bạn không cần phải verify thì nó sẽ nhảy thẳng vào trang này luôn. Còn các bạn verify xong rồi thì nó cũng nhảy vào trang tương tự như thế này luôn.
các bạn kéo xuống dưới cùng luôn nhá. Đây, các bạn thấy đấy, kéo xuống dưới cùng luôn nhá. Ở đây các bạn sẽ thấy cái phần Riven Your Stem cây được chưa nào? Các bạn click vào. Rồi, đây chính là cái cây của tựa game Homefall. Các bạn hãy copy nó lại nhá. Sau đó thì chúng ta chỉ cần mở Steam lên thôi. Đây, sau khi đã vào được cái trang Steam của các bạn thì các bạn hãy ấn phần Add a game nhé. Sau đó chọn Active a product on Steam. Rồi các bạn ấn Next, ấn I agree. Sau đó các bạn dán cái cây, cây của Homefall ra. Cái cây mà các bạn vừa nhận được từ bên Humble Bundle ấy. Thế nào, đây này. Cây này, dán nó ra. Dán ra đây, sau đó ấn Next nhé. Rồi, cái trang Steam tự nhận ra đó là Homefall Retail. Cái game Homefall thế nào, các bạn ấn Finish nhé. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái phần library. Các bạn có thể thấy Homefall đã về với cả cái library game của mình rồi các bạn. Rồi, sau quá trình nhận game ấy, thì các bạn muốn download, muốn install nó lúc nào cũng được. Một tháng nữa, hai tháng nữa, ba tháng nữa các bạn install cũng không vấn đề gì cả. Thế nào? Nhưng mà các bạn hãy nhớ, đó là cái thời gian để nhận cái tựa game. What the fuck? Các bạn đợi tí nhá. Cái thời gian để nhận cái tựa game, nhận cây của tựa game Homefall này ấy. Homefall thì nó chỉ còn có vẻn vẹn trong một ngày 9 giờ nữa mà thôi. Cho nên các bạn hãy nhanh tay lên nhá. Đây, chỉ cần vào nó này. Đây các bạn thấy, thời gian đang limit được chưa nào? Nó chỉ còn một ngày 9 giờ thôi. Cho nên các bạn hãy nhanh tay lên để nhận lấy cái tựa game này hoàn toàn free, miễn phí nhá. Tựa game này nó ra từ năm 2013 và chơi cũng khá chất lượng. Mình có xem qua một chút trailer như gameplay của nó rồi. Thế nào? Câu chuyện thì nghe khá là khủng ấy. Khi mà Triều Tiên cho nổ bom hạt nhân ở Mỹ, sau đó thì xâm lược Mỹ hoàn toàn. Được rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cái và nhận cái cây game Homefall. Chúc các bạn nhận game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.